cái cây mai phôi mà chúng ta mới trồng á, rồi chúng ta muốn nó tốt, chúng ta muốn nó sống á, thì chúng ta phải tưới cái phân thuốc gì cho nó. Thì trong cái video này em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị em mình ha, đặc biệt là những cô chú anh chị mà đam mê yêu thích mai vàng mà mới xem cái kênh của em gần đây ha anh chị. Đó, thì có thể cô chú anh chị chưa có xem hết được các cái video mà em chia sẻ về cái cách chăm sóc mai, thì cho nên là tiện các cái khi mà em chăm sóc cái cây vào cái trường hợp nào thì em sẵn em sẽ quay clip chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem luôn ha anh chị, để có thể cho nhiều anh chị chưa có xem được các cái video trước đó anh chị có thể áp dụng ha. Thì đây em có một cái cây mai phôi. Cây mai phôi này là cái cây mai mai xù Singapore ha anh chị, mai xù Singapore nè. Nó còn nhỏ thôi, nó mới 18 tháng tuổi thôi nhưng mà nó đã lên xù rồi. Và từ từ khi trồng khoảng 3 năm là nó sẽ xù ra nhiều ha anh chị. Và khoảng 5 năm là có thể nó xù bích hết trơn luôn nha anh chị. Đó, thì đây là một cái giống mai cũng không có mới gì trên thị trường nhưng mà chưa có thịnh hành lắm. Đó, thì cái này em được một ông anh giới thiệu cho, thì em trồng thử xem sao ha. Thì hôm bữa trước em có quay chia sẻ cho anh chị đó anh chị, lúc em mới về cái cây mai phôi nó rất là bự luôn, em cắt còn bự lắm, nhưng mà sau khi trồng, tới khi trồng đó em cắt nè, em cắt kia nó còn nhỏ xíu vậy nè anh chị, cắt cho nó tới cây luôn ha anh chị. Đó, tới cây luôn. Và em trồng vô cái chậu nè, cái chậu có chút xíu à, cái chậu này chắc khoảng 2 tấc lọt lòng á anh chị. Đó, thì khi trồng cái chậu nó hơi nhỏ quá thì nó hơi xéo bên, đáng lẽ chúng ta phải trồng cho cây ngay chính giữa ở đây mới đúng, nhưng mà tại vì cái bộ rễ nó nhiều quá anh chị, trồng hơi xéo qua bên. Thì bây giờ tạm thời chúng ta sẽ trồng như vậy cho cây nó phát triển lên cái, rồi sau đó một thời gian khi tốt đó và khi cần thiết đó chúng ta sẽ thay sang cái chậu bự hơn thì cho chỉnh nó lại cho nó nằm giữa ha anh chị. Đó, cái đó không vấn đề gì, tại vì cái này chúng ta có thể chỉnh được vào cái thời gian sau này ha anh chị. Đó, thì cái việc làm ngày hôm nay là em sẽ tưới thuốc cho nó, tưới thuốc, tưới phân, kích rễ cho nó ha anh chị. Thì trước đó đó là em trồng, em khui bầu đất ra nè, em cắt rễ nè, em khui đất là hầu như là hết trơn đất luôn. Bữa ông anh bứng cái bầu đất rất là lớn, tuy nhiên là em đã khui đất hết trơn rồi, còn có xíu đất à, rồi dạng như là muốn vũ rễ luôn rồi đó anh chị. Đó, rồi cành thì em cắt ngắn là như thế này. Thì bây giờ em sẽ tưới thuốc cho nó để nó ra rễ ha anh chị. Đó, bây giờ em sẽ tưới thuốc cho nó để nó ra rễ. Thì cái loại thuốc em sử dụng em tưới cho nó ngày hôm nay đó là có hai cái loại ha anh chị. Một là Atunit nha. Atunit thì nó là cái thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng. Đó, nó thành phần nó là cái gì đó thì em không có rõ, nhưng mà cái loại này thì theo kinh nghiệm xài trước giờ thì nó rất là tốt cho cây phôi lúc chúng ta mới trồng ha anh chị. Thì một gói này nó 10ml, chúng ta có thể pha cho một cái thùng B 20 lít nước để chúng ta tưới vào gốc cho nó ha anh chị. Đó, và tiếp theo là sẽ kết hợp với cái loại này. Loại này là cái loại phân bón lá NPK. Đó, phân bón lá thì nhiều anh chị chắc hẳn nói cái cây chúng ta mới trồng mà sao chúng ta lại tưới phân bón lá. Tuy nhiên là trên thị trường rất là nhiều loại. Đúng là phân bón lá, phân NPK đồ chúng ta cây mới trồng chúng ta không tưới được. Tuy nhiên đối với cái N3M này là cái dạng nó là phân bón lá, tuy nhiên là nó rất là tốt chứ không có hề ảnh hưởng tới cây phôi mới trồng luôn ha anh chị. Cho nên chị cứ yên tâm mà tưới, không có vấn đề gì hết, tại vì kinh nghiệm của em trồng từ trước đến nay em đều tưới nó hết. Đó, thì cái thành phần nó có NPK nhẹ như vậy thôi. NPK nhẹ nè. Đạm 11%, lăng 3%, kali 2,5% này ha. Tuy nhiên là nó có nhiều cái thành phần chung vi lượng khác nữa nè, như là mangan nè, sắt nè, kẽm nè, đồng nè, mỗi loại 2000 ppm gì đó, rồi bo nè. Đó, phụ gia đặc biệt nữa, vừa đủ 100%. Đó, cái này tưới cho cái cây mai phôi ha. Anh chị có thể kết hợp cái loại này và cái loại Atunit ha. Thì cái loại này là trên vườn em từ trước đến nay xài không vấn đề gì hết ha. Anh chị cứ an tâm mà xài, không có sợ tưới cây chết hay là tưới bị gì hết ha. Tưới chỉ có tốt thôi. Đó, thì cái loại này một thùng bê nước, đây em có cái thùng bê này. Cái thùng này là nhiều nơi gọi là cái thùng bê mà nhiều nơi gọi là cái thùng sơn đó. Thì cái này là nó 20 lít ha anh chị, 20 lít. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái N3M này, chúng ta sẽ sử dụng 2 muỗng rưỡi. Trong đây nó có cái muỗng nè, để em mở ra cho anh chị xem. Đây, trong đây nó sẽ có cái muỗng. Đó, đây cái muỗng này ha anh chị.
Đó, cái bột ở phía trong nó thì nó màu xanh như thế này, phân màu xanh như thế này ha. Đó, phân màu xanh. Đó. Nè, cái phân nó màu xanh ha anh chị. Đó, trong đây nè, lúc nào nó cũng có cái muỗng nha. Đúng cái hình nào ba màu Phú Lâm thì trong đây nó sẽ có cái muỗng. Cái muỗng này là cái muỗng 15 g. 15 g nha anh chị. Đó, thì cho một cái thùng bê mà khi mà cây phôi chúng ta mới trồng á, khi mới trồng như thế này ha, thì anh chị sẽ sử dụng cho em một gói Atonis này, cho vào một thùng bê này và một muỗng nào ba m này ha, một muỗng như thế này đây, đây một muỗng như thế này, đó một muỗng bằng mặt đó anh chị, đó một muỗng cho vào thùng này, quậy lên đều, đó quậy lên đều, tưới ướt đều vào cái chất trồng cây và có thể tưới trên thân cây luôn ha, tưới từ trên thân cây tưới xuống luôn cũng được ha anh chị. Và trong cái giai đoạn đầu này anh chị sẽ sử dụng cho em là 7 ngày anh chị sẽ tưới một lần nha. 7 ngày chúng ta sẽ tưới một lần. Đó, 7 ngày tưới một lần. Tưới từ trên thân, tưới xuống. Đó, tưới ướt đều chắc chồng hết, không cần biết là bao nhiêu nước tưới ướt đều hết. Đó. Và anh chị khi trồng á, mới trồng cây phôi anh chị lưu ý anh chị nên để trong cái bóng râm gì nè anh chị. Đây bởi vì em quay trong nãy giờ em quay trong đây là cây cối không nè, là em đang để nó trong cái bóng râm ha. Và khi trời mưa quá thì anh chị nên đậy cái gốc lại, đậy cái chất chồng lại. Đó, đậy sao cho bít hết cái này nè, đừng cho nước lọt vào chất chồng. Đó. Anh chị lưu ý điều đó ha, là khi mà vào tháng mưa đó, anh chị bứng phôi vẫn được, nhưng mà anh chị chồng anh chị lưu ý anh chị đậy gốc lại. Còn nếu anh chị không đậy gốc thì nước mưa vào nhiều nó không ra rễ được, nó có thể thúi rễ, chết cây ha anh chị. Đó. Cho nên nếu mà anh chị biết cách thì mùa mưa mùa nắng gì chúng ta vẫn bứng cây chúng ta trồng được hết ha, anh chị lưu ý điều đó nha. Đó, và các cái đầu mặt cắt này nè, anh chị có thể bôi keo Mỹ Tiến vô, còn không bôi thì cũng được. Đó, em thì em cắt em không có bôi luôn rồi nè. Đó, không có bôi luôn. Đó, không bôi vẫn được, bình thường không sao hết, còn bôi thì tốt. Anh chị trồng mà một vài cây thì anh chị nên kỹ, anh chị nên bôi ha. Đó, còn hiện tại thì em có một cây này mà em hết keo Mỹ Tiến rồi, cho nên em cũng không bôi luôn. Còn nếu có thì có thể bôi cho nó tốt chứ không gì hết, bôi cho nó đừng có bị thấm nước vô anh chị, giờ nó mau liền sẹo liền mặt cắt lại ha anh chị. Đó rồi thì sau khi mà anh chị tưới cái N3M và Atonis này vào ha, thì anh chị ngày hôm sau anh chị không tưới nước ha, và thậm chí là anh chị để vài ngày sau luôn, nếu thấy chất chồng còn ẩm ẩm á, anh chị moi vậy nè, nếu còn ẩm ẩm á thì anh chị cũng không cần tưới luôn nha. Đó, anh chị đợi chừng nào mà nó khô mới tưới nha. Còn thấy moi ra nè, moi ra mà nó hơi ẩm ẩm gì nè thì anh chị không cần tưới. Đó, anh chị lưu ý điều đó. Rồi thì đó là một số cái lưu ý để mà cho anh chị mới tập chơi mai á, anh chị có thể trồng chăm sóc cái cây mai phôi nó được sống, nó được sống và nó phát triển tốt ha anh chị. Đó, chứ không phải mà mua cái mai phôi về trồng không biết cách rồi cái xong nó chết quéo quèo quèo luôn. Đó, cây mai thì nó cũng rất là dễ sống thôi, nhưng mà chúng ta phải biết cách ha anh chị, phải biết cách cho nó sống. Rồi thì nếu mà anh chị thấy cái video của em nó hữu ích, nó hay, nó hợp lý thì anh chị có thể cho em xin một like video để giúp cho em có thêm nhiều động lực để ra nhiều cái video chia sẻ cho anh chị em mình về cái cách chăm sóc cái cây mai phôi ha, cũng như là những cái cây mai từ đầu năm cho đến cuối năm nó như thế nào, em chia sẻ cho anh chị em mình hết ha. Đó. Rồi thì cái video em hôm nay xin kết thúc tại đây ha. Em để em đi pha thuốc, em tưới cho cái cây. Đó, thì tại vì một tay quay rồi không có thể pha thuốc được, còn múc nước rồi này kia nữa. Thì em chia sẻ anh chị thế nào thì em sẽ làm như thế đó. Anh chị đã theo dõi kênh em lâu rồi thì anh chị có biết rồi đó. Em chia sẻ gì thì em sẽ làm đó ha anh chị. Rồi thì em xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị em mình trong các cái video tiếp theo nha.